Chào bà con, thì mình hướng dẫn bà con về cái tình trạng xử lý cái bơ đang bị xì gốc, thối gốc ở trong cái giai đoạn đang phát triển tươi tốt, thì nó bị tình trạng là thối gốc đó. Thì đầu tiên đó là mình hướng dẫn bà con là mua cái sản phẩm thuốc là Moni, chúng ta về pha càng đặc càng tốt, chúng ta quậy hết cho tan hết bột thuốc đi, rồi chúng ta có thể dùng cọ này, dùng bàn chải đánh răng này, chung là những cái nào mà nó chúng ta quét là nó dễ thì chúng ta quét. Nói chung là có hai cách, một là bà con pha đặc hoặc là con pha vừa đặt cũng được, dùng tùy vào tỷ lệ bà con quét như thế nào thấy hiệu quả đó, mình quậy sao thấy đặt đặt là được rồi. Thì clip này mình quay và hướng dẫn cho chi tiết cho bà con về cách pha thuốc và quét gốc như thế nào để cho một số bà con chúng ta phòng ở trên cây bơ của mình. Thì cái vấn đề này nông dân chúng ta bị rất là nhiều nhưng mà chưa có tham khảo, cho những người mà mới trồng bơ thì không biết, thì có thể xem bên trái cây tôi mùa lắc chia sẻ, và những ai biết rồi có thể xem và tham khảo để hướng dẫn cho những bà con mà chúng ta chưa biết. Thì qua clip này mình quay rất là chi tiết và clip cũng rất là dài nên bà con có thể xem từ từ, và ở cuối clip mình sẽ quay toàn cảnh về cây bơ. Đó là việc đầu tiên là quậy thuốc nha, rồi cái thứ hai về dụng cụ mà để chúng ta khư cái bơ ra là dao, nếu chúng ta có đục thì chúng ta dùng cái đục cũng được. Đó là cách đó. Đây là mình sẽ khư bà con là cái bơ đã bị thối đó, mưa xuống bị nấm thối đó. Bắt đầu mình sẽ cạo hết những cái vết này. Mình nhắc lại với bà con chúng ta nha, có nghĩa là khi bà con cạo cái cây bơ á, là bà con cạo hết cho mình cái phần đen nha. Như clip á, bà con cạo hết luôn phần đen á, có nghĩa là cạo chừng nào chúng ta thấy trắng thì thôi, là tới đó chúng ta dừng không có cạo nữa. Thứ nhất cái bệnh này á, chúng ta khi mà khắc phục xong nó sẽ liền da nên bà con yên tâm đi, nó sẽ hồi phục lại. Bà con quét thuốc cho mình thì nếu mà càng nặng quá thì 7 ngày bà con quét lại cho mình, có thể 5 ngày quét lại một lần cũng được, nó không ảnh hưởng gì hết. Quan trọng là thuốc chứ cái kỹ thuật bà con quét á, cái này mình quay rất là chi tiết nha bà con, thì bà con cứ xem tham khảo nha. Nhớ là cạo cho hết cái cây bơ luôn nha, chúng ta quét kín luôn, quét y như là sân nhà chúng ta quét kín hết. Rồi sau một thời gian khoảng 5 ngày 7 ngày chúng ta thì quét lại lần hai. Và cái việc bệnh này hầu như tất cả vườn bơ chúng ta cũng hay bị lắm, cái này bị nấm. Thì qua clip này mình hướng dẫn để cho bà con xem và tham khảo. Và một lần nữa mình cũng mong bà con đăng ký kênh thì để cho mình có những động lực mình quay những video tiếp theo cho bà con xem về nông nghiệp, làm những video hay để cho con tham khảo. Thì một cái lượt chia sẻ và đăng ký của bà con á thì mình sẽ là một cái niềm vui lớn khi mình quay những clip về nông nghiệp cho bà con xem. Thì bà con cứ tham khảo một clip mình quay cũng rất là dài. Đây là cây bơ, nói chung là cũng được gần 2 năm tuổi thôi mà bị hiện tượng ngay gốc này. Nói chung cây bơ lên nó bị ngay gốc này chúng ta đều sót hết, thì nó thối gốc là nó chết thì mất công phí 2 năm, mà ở trên rất là tươi tốt và đẹp mà gốc nó bị xì này thì không có. Nên mình quay cho bà con lưu ý là những ai chưa bị chúng ta phải phòng, còn những ai bị thì có thể là nhìn theo cách này chúng ta tham khảo và chữa bệnh. Thì một lần nữa bà con một lòng đăng ký kênh, thì qua clip này mình sẽ hướng dẫn cụ thể bà con. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.